Mình đang ở trong chỗ Tinh Hoa Gốm Sứ, là một trong những chỗ sản xuất gốm đẹp nhất của Bát Tràng. Những cái bình rất là lớn. Colorful, beautiful. Hàng hóa trong này rất phong phú. Multiply the time of product outlet, good for souvenir. Trong này đẹp quá, rất phong phú và đa dạng. Rất nhiều thứ đẹp. Đây là một cái không gian thu nhỏ của toàn bộ làng gốm Bát Tràng. Chất lượng sản phẩm ở đây rất cao cấp. Quá đẹp. Sau mấy năm Covid mà Bát Tràng đã thay đổi rất nhiều. Những nghệ nhân đã làm rất tinh xảo.